Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 19 tháng 10, Quỹ ban kiểm tra thành quỹ tổ chức hợp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực thành quỹ Châu Đốc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống dễ dàng 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra đảng, kế thừa và phát huy truyền thống các thế hệ cán bộ đi trước trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ủy ban kiểm tra thành ủy đã chủ động tích cực tham mưu cho thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023, cấp quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra giám sát, tập trung vào công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quỹ, tổ chức đảng và đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc đã chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của ngành kiểm tra đảng trong quá trình xây dựng đảng, phát triển thành phố để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trong thời gian tới. Đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành kiểm tra đảng tiếp tục phát huy truyền thống của ngành và phải bám sát nghị quyết đại hội, thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đối với vai trò tham mưu của ngành kiểm tra, cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, xác định kiểm tra giám sát là một nội dung quan trọng của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo chính xác, đúng quy định đồng thời thực hiện phương châm quan điểm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, hạn chế việc khiếu nại tố cáo và việc thi hành kỷ luật đảng giữ vững kỹ cương, kỷ luật của đảng để thực hiện tính nghiêm minh. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững những chủ trương, chính sách, quy định của ngành, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để mạnh công tác phối hợp với các ngành. Từ nay đến cuối năm, đồng chí cũng lưu ý cấp quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp trong thành phố khẩn trương rà soát lại chương trình kiểm tra giám sát cả năm, xem lại quy chế làm việc, quan tâm kiểm tra giám sát chi bộ bốn tốt làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời, khích lệ tinh thần làm việc của mọi cán bộ, tổ chức đảng. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cùng góp phần thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân hàng năm và cả nhiệm kỳ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 13 đồng chí đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.